Ok, test 1, part 1, reading, part 1, ok, dễ ha, câu 1 ha, new message to Miss Evan, to tất cả sinh viên, on students. Could everyone invite the school performance for parents tomorrow? Please meet in the hall at 4 p.m. today for the final practice. Tất cả mọi người mà liên quan đến cái buổi trình diễn ở tại trường dành cho ba mẹ vào ngày mai, vui lòng gặp ở tại hội trường vào lúc 4 giờ hôm nay để luyện tập cái buổi cuối cùng. Vậy tương đương với câu nào? A. Miss Evan want to check who is taking part in the performance this afternoon. Cô Evan muốn kiểm tra xem ai sẽ tham dự vào cái buổi trình diễn vào trưa nay. Sai ha. Câu B. Miss Evan want everyone to practice their performance again before the audience sees. Cô Evan muốn tất cả mọi người luyện tập cái buổi trình diễn của họ một lại trước khi cho khán giả xem nó. Vậy câu này đúng rồi. Ok, câu C. Miss Evan is letting students know that parents are coming to practice tomorrow. Cô Evan muốn cho sinh viên biết rằng cha mẹ sẽ đến cái buổi mà luyện tập vào ngày mai. Sai ha, buổi trình diễn mới vào ngày mai. À, còn buổi luyện tập thì là buổi luyện tập hôm nay. À, và ba mẹ đâu có cần biết ba mẹ muốn đâu. Sai với cái ý trong bài. Đây nè, coming to practice tomorrow. Đã biết đối tượng là cha mẹ rồi. Ok các bạn. Rồi mình qua câu 2 ha. Please don't feed bread to the duck. Đừng có cho những con vịt ăn bánh mì. Available for sale inside lake shop special food permitted for bird. Có sẵn ở tại cái cửa hàng bên trong hồ là cái thức ăn mà đặc biệt được cho phép, permitted là được cho phép cho mấy con chim. Tức là muốn cho vịt ăn thì mua cái đồ ăn này nè, chứ đừng có cho ăn bánh mì, nó đau bụng nó chết. Vậy câu A, if you need bread during your visit, it's available for sale inside the shop. Bên trong cái shop này bán đồ ăn cho chim, không phải bán bánh mì. Sai. Nè, B, feeding the birds on the lake is not allowed unless you have special permission. Ok, câu này sai luôn. Cho những con chim ở trong hồ nó ăn á thì không được cho phép, trừ khi là bạn có một cái permission là sự cho phép đặc biệt. Đúng rồi, sự cho phép đặc biệt, nhưng bên đây không có nói ha, cái ý này đã bị sai. Người ta kêu là mua đồ ăn đúng cho thôi. Câu C, visitor are encouraged not to give the bird anything apart from là ngoại trừ. Dropper là đúng, bird food là cái thức ăn của con chim mà đúng của nó. Vậy câu C này là đúng. Lại ha. Visitor are encouraged not to give the bird anything apart from proper bird food. Du khách thì được khuyến khích không có nên cho mấy con chim ăn bất kỳ thứ gì ngoại trừ cái đồ ăn cho chim đúng của nó. Vậy đáp án là C. Đúng rồi. Ok các bạn. Rồi tiếp tục. Rồi mình qua bên câu 3 ha. Wow, photo nó bị xéo xẹo luôn. Rồi bên trái có một cái mẫu thông tin ha. Tim, your swimming coach ran. He want to know if you are swimming tomorrow. If you are swimming tomorrow after your injury. I wasn't sure if you feel your legs were fully recovered. So can you let him know? Mom, mẹ viết cho Tim. Giáo viên mà dạy bơi của con gọi điện thoại, anh ấy muốn biết rằng nếu mà con có thể bơi vào ngày mai sau khi con bị thương hay không. Mẹ thì không có chắc rằng con có cảm thấy là cái chân của con đã phục hồi một cách hoàn toàn chưa. Vì vậy, con có thể cho anh ấy biết hay không? Đó là nội dung của tin nhắn. Vậy, bên đây câu A. Tim must decide whether he well enough to swim after his injury. Tim phải quyết định rằng anh ấy có đủ khỏe để bơi vào sau khi bị thương hay không. Đó là đúng rồi ha. Mình đọc tiếp hai câu ở dưới xem có loại được nó hay không để confirm, để chắc ăn lại. Tim mom doesn't think Tim is fit and ready to go swimming yet. Mẹ của Tim thì không có nghĩ rằng Tim thì ổn, fit là ổn, và sẵn sàng để đi bơi. Thì ở đây không có nói ha, để cho Tim quyết định mà. Rồi câu C, Tim need to inform his swimming coach that he injured his legs. Tim cần phải thông báo cho giáo viên dạy bơi rằng anh ấy bị thương chân của anh ấy bị thương ở chân. Cái này là giáo viên biết rồi, cho nên ở này câu C là sai. Ok, vậy mình chọn câu A.
Rồi tiếp tục câu 4. Tiếp tục gặp lại cái điện thoại Apple này thần thánh ha các bạn. Rồi Jess sẽ nhắn tin cho Lucy hơi. I discovered when I got home that one of my new earrings were missing from my ear. Can you remember which shop we got them from? I get another pair. They weren't expensive. Okay. Lucy ơi, tao phát hiện ra rằng khi mà tao về nhà thì một trong những cái đôi bông tai đã mất khỏi cái lỗ tai của tao. Mày có biết cái cửa hàng nào mà mình đã đi lấy nó không? Mua chúng ở cửa hàng nào không? À, để mình ra mình mua một cái đôi khác. Chúng nó cũng không có mắc tiền lắm. Rồi vậy Jess want Lucy làm gì đây? Tell Jess if she knows where a missing item is. Nói cho Jess biết rằng nếu mà cô ấy biết cái nơi mà đã mất cái đồ vật, item này là món đồ, ở đây cụ thể là cái bông tai, đâu có biết đâu, làm sao mà nói được. Câu B, accompany Jess on shopping trip into town, đi cùng với Jess để đi vào trong một cái chuyến mua sắm ở trong thị xã, cũng không có nói luôn. C, help Jess to replace something she lost, giúp Jess thay thế, replace là thay thế something, một thứ gì đó mà cô ấy đã mất. Ở đây là câu này nó chung nhất mà nó lại là ý đúng. Bởi vì sao? Ở đây mình dịch hồi nãy rồi, Jess muốn Jess ở đây nè, nhắn tin cho Lucy xem là nhớ cái cửa hàng không, để lại mua cái khác nó không có mắc, vậy thôi, đơn giản là vậy đó. Chứ còn không có muốn là đi cùng, đâu có rủ, chưa rủ ren. Còn nói bị mất chỗ nào thì cũng không có luôn, bởi vì cô ấy còn không biết nhớ mà mất chỗ nào mà, đúng không? Rồi ok các bạn, qua câu cuối cùng và câu số 5. Ok, tới câu này các bạn đọc, các bạn nghiêng cái đầu vậy nè ha, cho nó đẹp ha, nghiêng quan chút theo cái cuốn sách. Ok, art room close, cái phòng mà vẽ thì nó bị đóng. Heating problem, có vấn đề với là cái máy sưởi. See Mr. James in room B16 to check where your art lesson will be. Gặp cái ông James ở phòng B16 để kiểm tra xem là cái bài học mà vẽ của bạn á thì sẽ diễn ra ở đâu. Đó là nội dung của tin nhắn. Vậy ở bên phải này, art classes will be in room B16, sai rồi. Cái lớp tới đây là đủ sai rồi. As the art room is too cold, bởi vì cái phòng vẽ thì nó quá lạnh. Cái phòng B16 là phòng của ông James chứ không phải là phòng của cái lớp vẽ sẽ diễn ra. Câu A sai. Câu B, to find out which room to go for art lesson, ask Mr. James. Để biết học vẽ ở phòng nào á thì hỏi cái ông James này nè. Đúng rồi, câu B đúng. Câu C, Mr. James taking on art lesson until problem in art room are fixed. Cái ông James này sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các bài dạy vẽ cho đến khi cái vấn đề ở tại cái lớp vẽ và cái phòng vẽ được sửa chữa. Ông James này ông chỉ biết nói chuyện thôi, ông có biết dạy đâu. Vậy câu đúng là B. Ok các bạn, xong ha. Dễ không? Dễ ha.